Đáng nghèo mà còn tèo nữa. Trời ơi, sắp đến bữa ăn rồi thì lại ăn ba cái thứ đó, đầy bụng chết á. Trời ơi, ở đâu ra một mâm cơm mỹ vị thiên hương vậy? Cái này mà không ăn á là có tội với con cái với mẹ đẹp lắm á. Thôi, nè. Con ăn mấy cái đồ của con đi, còn ở đây á, ai làm thì người ăn nhá. Mày nghĩ sao vậy? Thà mày đánh đập con, chửi mắng con, đàn áp con, chứ đừng có bắt con nhịn cơm của mẹ nha. Ngon quá đi nè. Nè. Sao vậy? Dạ. Dằn bụng, mấy miếng cơm đi đã nào. Để con ăn cái con cá này coi. Ngon quá mẹ ơi. Ngon tuyệt cú mèo. Thôi. Bá trái mùi chét ngon quá. Đúng là cơm cũng mẹ nấu. Thôi, tôi không có nghe nữa đâu. Nghe khen hoài là nhàm lắm rồi. Nhưng mà khoái đúng không? Khoái đúng không? Nhưng mà ngon thiệt mà. Nghe mẹ nói này. Dạ. Ở ngoài kia mà khó khăn quá ấy, về nhà mẹ nuôi cơm. Không việc gì phải bí xị cái mặt ra như thế, xấu cái mặt đẹp trai của mẹ. Mẹ nuôi cơm, được không? Thiệt hả mẹ? Vậy là mẹ hứa sẽ nuôi cơm con suốt cuộc đời này đúng không? Ở ngoài kia khó khăn lắm đó mẹ. Mẹ nói con nghe này, là đàn ông con trai bằng mọi giá phải tìm cho mình được một chỗ đứng. Dạ. Số độc đắc chỉ có trên HTV2 V Channel lúc 20 giờ thứ năm và thứ sáu hàng tuần. Độc quyền trên Vion thường như cũ, phát sóng vào lúc 22 giờ thứ hai, ba, tư hàng tuần. True Beauty, vẻ đẹp chân thực, phát sóng độc quyền trên Vion